cởi cái lớp mặt nạ của mày ra đi. Không có phải cải trang làm cái gì. Tao mù tao cũng nhìn ra mày nữa Vinh ạ. Tao nghe đây. Hana. Nghe nói mày giàu lắm đó. Mày giàu có cái cỡ nào mà phải đứng đây. Mày đừng để tao thoát ra khỏi đây. Mày có giỏi thì thả tao ra đây. Cái đó là ngu chứ không phải giỏi. Không thằng nào giỏi kiểu đó. Ai đó? Ai nằm đó kìa. Sợ tao đúng không? Mày thả nó ra. Thả tao nghe. Tao nghe nói mày định giết con tao. Mày định đưa vợ tao ra Đà Nẵng à? Mày lại. Cái đó tao chỉ nói để tao dọa mày thôi. Vô kê là tâm mày ác thật. Nó mang trong bụng dòng máu của mày mà mày có là hành hạ nó như thế. Sao mày cứ thích nó nhiều vậy? Mày trói tao được rồi, mày thả nó ra đi. Tại sao tao phải thả? Đánh tha tao đi. Baby, sao em cứ cứng đầu như lúc mới quen vậy baby? Nè, thằng chó. Con anh khỏe chứ? Tìm sao không người yêu tao ra? Nè nè. Tao nói cho mày biết. Hôm qua mày bảo tao ăn cướp chó hay hôm nay lấy ra chứ nói anh đưa đi nè. Mày thả tao ra. Anh hèm quá nè. Mày thả tao ra đi rồi tao lấy cho mày ăn. Có tay có chân tự đi lấy. Cay không? Vui không? Đi Đà Nẵng à. Tính giảng vợ tôi đi đâu? Bắt cò tôi đi đâu à. Mày đừng để tao thoát ra khỏi đây. Tao đéo bao giờ tha cho mày đâu. Nghe sợ quá. Nó sợ quá. Mày giàu được bao nhiêu mà mày lao rồi à. Bao nhiêu cũng được miễn là hơn cái bản mặt mày. À, thời điểm này tao không biết tao có giàu hơn ai. Nhưng tao có mày. Có nó. Mày thả nó ra chưa đây nè. Đau. Con của mày đó. Đau kìa. Làm gì cha đó mày mới làm ra vậy đi chứ. Để tao dạy nó cho nó. Uống nó nè. Cái chó như nó. Uống nó nè. Tao rồi. Tụi bay đừng có mà quá chứ. Vui thôi. Vui vui quá. Mày có giỏi mày dám mà chơi với tao đi. Tao mày đứng đây thôi. Nó con gái. Con gái thì sao? Mày nhớ con mày, tao mang hai nó không? Mày giết nó. Tao sợ nè. Tao đang sợ nè.
kỳ không? Chị ơi, Út ơi có sao không? Sao chị? Chị ơi, chị. Chị Út ơi. Chị Út. Em là chị. Út mở mắt kìa. Út ơi có sao không vậy? Chị nhỉ chị? Anh Ken. Anh Ken. Sao chị? Anh nói đưa lên sân bay con không thấy ai hết sao? Chị đi đây. Đưa em
em về nhà đi rồi con ăn xe lại của em, ok chưa? Con em nữa, kem thì nó sẽ đi Đà Nẵng. Chị nói thiệt, em bỏ ngăn ra đây, kem ngăn qua đây cho chị. Em làm một hồi nữa con của em mắc đó, hiểu không? Thả nó ra đi. Nghe chị Tiền nói dừng. Đưa ngăn đi cho chị. Nhưng mà đâu không cần. Chị nói là chị làm. Lúc giờ chị có khi nào thắt lưới với em chưa? Có gì về nhà em muốn, em thích con ngăn, em thích con em thì chị sẽ kêu Ken đưa lại cho em, hiểu không? Có gì từ từ. Đưa là đưa như thế nào? Đó là người yêu tao, đâu phải đồ vật đâu mà đưa. Nghe nói chưa? Mày im đi. Nó đang ấy nó. Mày nói cái gì? Mày đừng để tao thoát ra khỏi đây. Đó là vợ tao, là của tao, là của tao. Thả nó ra đi trời. Thôi nghĩ cho con, thả nó ra đi Vinh. Thả chị rồi. Con thả nó ra đi Vinh, nó thương tao đau khổ quá. Nó đang đau kìa, thả nó ra đi. Mày không hôn nó, mày hôn con của mày chứ chứ. Ngăn thôi chị ngăn. Vinh ơi bình tĩnh nha, nói thằng Vinh. Anh đưa ngăn qua đây chị, có gì từ từ nói. Chị biết. Về nhà đi, chị xử lý cho. Bỏ vào kìa. Còn không? Chị ơi, em đau ơi. Anh muốn nghe em nói, em còn thương anh hơn. Mày tình cô đi bắt cô chấp đi. Còn không? Mày nghe cho con đi Vinh ơi. Thả tao, thả tao. Ê, đứng dậy. Tài trái vô tao. Đem con ngăn đi ra đây. Mày ra đâu ra? Đâu quá. Đi. Uống ra chưa? Để tao cởi trói cho mày. Thả con Ken ra đi. Sao mày? Tên mày chọn lên về trước đi. Đúng tao chị đâu. Chị ơi, anh Ken đó chị ơi. Để tao cởi trói cho nó nè. Tụi mày ở đây tao chơi với tao đi. Em có út coi Vinh. Con dẫn chị ăn với đi. Trời ơi, đau lắm. Không được. Mày đang làm gì đó? Anh ơi bình tĩnh rồi cởi trói anh Ken ra đi Vinh. Ô. Bước ra. Ken, ra đi cho. Đúng là lúc đầu tôi không tin ba là một luật sư chọn đúng đắn của tôi. Có gì em cứ nói, em về nhà đi nói chuyện với mọi người. Ở đây con mày muốn nói chuyện với tôi hả? Em đừng để mọi chuyện muộn rồi em mất hết nặng nghe. Tại sao hết lần này tới lần khác em không buông tha cho anh ăn vậy? Tại sao ai không ai quan tâm tôi hết vậy? Chỉ biết là đưa hai người này về. Có lúc nào chị quan tâm tôi chưa? Mày cứ đưa anh Kim Ngân về trước đi, đâu không tham gì đâu. Tụi tao quan tâm mày mà. Tao chưa thấy được gì. Anh ơi, con Quy nó không có hại em đâu. Đau chực. Qua đây với anh. Không sao đâu chị. Mày đưa Kim Ngân nó về đi, nó không tham gì tao đâu. Thả anh Ken ra. Em đi về đi. Đây. Mày làm một hồi tháng đó bây giờ kìa. Tao xin mày đó. Đừng làm hại chị Ngân mà anh Vinh. Có đi về chưa? Anh ơi đi xuống đi. Mày nhớ chăm sóc tốt cho nó đó. Đừng làm hại chị Ngân của em Vinh. Đi về nha.